Trang Trần lại đăng đàn mắng chửi fan cuồng, còn lôi Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm vào cuộc. Mặc dù đã không còn hoạt động showbiz từ lâu để tập trung lo công việc kinh doanh, nhưng sức hút từ cái tên Trang Trần vẫn chưa hề giảm. Nhắc đến cựu người mẫu, khán giả nghĩ ngay tới những phát ngôn sốc óc liên quan đến những drama đình đám trong showbiz. Trong lần livestream mới đây, khi được netizen yêu cầu chia sẻ về lùm xùm trà xanh, Trang Trần lại tức giận và livestream mắng chửi ngay và luôn. Đối với hội thích hóng chuyện showbiz cũng biết rõ ồn ào trà xanh chấn động vbiz của Thiều Bảo Trâm, Sơn Tùng, Hải Tú đã diễn ra vào tháng 1 2021 và hiện tại chưa đi đến hồi kết. Trên livestream, Trang Trần lên tiếng nhắc nhở các bậc phụ huynh và liên hoàn mắng chửi hội fan của nghệ sĩ với từ ngữ thô tục phản cảm. Tôi không chảnh chọe nhưng tính tôi có sao nói vậy. Các anh chị bây giờ chiều con quá, con có thích người này, hâm mộ người kia nhưng đừng để chúng nó bị ngu. Từ tối đến giờ cứ nhắn, chị ơi chị chửi trà xanh đi, chị ơi chị biết biến gì chưa, chị biết ca sĩ Sơn Tùng chia tay ca sĩ Thiều Bảo Trâm chưa. Tôi thấy chúng mày ngu lắm, khi hâm mộ ai đó hãy hâm mộ tài năng của họ hay họ đã làm được gì tốt cho xã hội. Tại sao phải đi vào Facebook nghệ sĩ khác để bình luận? Chị hai Sơn Tùng chia tay chưa, chị chửi trà xanh ấy đi. Tôi chả biết ai tên trà xanh cả, cuộc đời tôi chỉ quan tâm mỗi tiền thôi. Tôi thấy bố mẹ chúng mày thật vô phúc khi sinh ra lũ ngu như chúng mày. Việc Trang Trần mắng chửi netizen bằng những từ ngữ nặng nề, thô tục đã gây ra tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người tán thành với chia sẻ Trang Trần, mong fan đừng quá quan tâm đời tư nghệ sĩ mà hãy coi trọng tài năng của họ. Tuy nhiên, việc cự người mẫu vơ đũa cả nắm mà đánh đồng tất cả fan là ngu dốt đã khiến dân tình phẫn nộ tột độ. Thế bố mẹ chị dạy chị kiểu gì mà suốt ngày chỉ chó mắng mèo như thế? Kinh doanh kiếm tiền từ những người yêu mến mình mà ác mồm không chịu được, không thích thì block những người đó, chị chửi tất cả làm gì? Bỏ follow bà này ngay vào luôn, càng ngày càng quá đáng, dân mạng bình luận. Trong dàn sao Việt, Trang Trần là nghệ sĩ chẳng ngại đáp trả cực căng trong khẩu chiến với đại gia Phương Hằng, vợ ông Dũng Lò Vôi. Sau khi bà Phương Hằng cho biết sẽ cấm tất cả nghệ sĩ đến quay phim, chụp ảnh ở khu du lịch Đại Nam do bà làm chủ, Trang Trần đã livestream và có phản ứng vô cùng căng thẳng. Không hề kiêng nể hay e sợ, Trang Trần cho biết cô chưa từng đến Đại Nam và sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi này vì cách nói cấm cửa của bà Phương Hằng rất khinh miệt và thiếu tôn trọng nghệ sĩ. Ngoài ra, Trang Trần còn nhắn nhủ đến dàn nghệ sĩ Việt, các ekip quay phim và tất tần tật người làm trong lĩnh vực nghệ thuật không nên đặt chân đến Đại Nam để giữ lòng tự trọng. Trên sóng livestream, cô nhấn mạnh, chữ cấm cửa nó rất khinh bỉ. Bà mở cửa, tôi đến là đem tiền cho bà, đóng góp cho bà. Bà cấm tôi, ok nhà tôi hậu nội ngoại cũng mấy trăm người, họ hàng nhà tôi cũng không đến luôn. Cấm cửa, vâng của chị hết, chị chơi một mình đi, mặc áo long bào chơi một mình đi. Chị cấm chúng tôi thì tất cả gia đình họ hàng chúng tôi cũng không đến, fan của nghệ sĩ cũng không đến. Cả đất nước Việt Nam hay trên thế giới cũng có hàng nghìn khu du lịch, khu vui chơi, không phải mình chị mà phải cấm đoán. Tất cả những ai biết người ta chửi mình mà vẫn đến du lịch thì ngu. Tôi chưa bao giờ vào đấy, chưa cần cấm người ta đã tẩy chay rồi, đến sợ chị đóng cổng thành đánh người ta. Tất cả anh em nghệ sĩ nha, từ những người làm hậu đài, âm thanh ánh sáng, ảo thuật, tôi chửi luôn, bị ngu mới đến đó. Nó khinh mà mình đến đó, nếu dịch bệnh không có show thì về quê cày ruộng. Không có show cũng không đến đó, đói cũng không đến đó biểu diễn. Tổ nghiệp sẽ chứng tâm, tất cả những người nào bầu show gọi điện diện chỗ đó mà từ chối, tổ nghiệp sẽ cho mặt hoa ra phấn, phát tài phát lộc nhiều show. Nhiều người cho rằng Trang Trần phản ứng trước lệnh cấm của bà Phương Hằng là không sai. Tuy nhiên, cách diễn đạt của cựu người mẫu vẫn bị chỉ trích, gây tranh cãi vì gay gắt quá đà và có nhiều yếu tố nhạy cảm, thô tục.